Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Và bây giờ thì Thanh Tùng xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả tổng giám đốc của công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics, bà chị cả của đại gia đình trung tâm thẩm mỹ Bích Liên, là người vinh dự được trao vương miện hoa hậu 5 lần, là hoa hậu Á Châu toàn thế giới và gần đây nhất là đại sứ sắc đẹp của năm 2014, đó là hoa hậu Bích Liên. Chào hoa hậu Bích Liên. Bích Liên chào Thanh Tùng và trân trọng kính chào quý khán giả. Nói hoa hậu tự nhiên thấy vui ra. Trời ơi, người ta là một lần mà được trao vương miện hoa hậu là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Còn với hoa hậu Bích Liên, 5 lần được trao vương miện hoa hậu, mà trong đó có cả vương miện hoa hậu Á Châu toàn thế giới, rồi còn là đại sứ sắc đẹp của năm 2014 nữa. Có vẻ như là hoa hậu Bích Liên là nắm hết tất cả các danh hiệu hoa hậu rồi. Chắc là cái số phải không Tùng? Dạ, Bích Liên không dám nắm đâu, nhưng mà chắc là Bích Liên rất là vinh dự được ban tổ chức trao cho mình cái vai trò này. Dạ. Hôm nay khi khai trương trung tâm mới, chi nhánh mới của công ty EV Princess mà đặc biệt giới thiệu đến với quý đồng hương, quý khách hàng dòng sản phẩm mới BL Miracle. Thấy quý khách hàng, quý đồng hương mình xếp hàng từ sáng cho đến giờ phút này, giờ này vẫn còn xếp hàng rất dài. Hỏi thiệt nha, bây giờ cảm giác của hậu Bích Liên nhìn thấy khách hàng ủng hộ mình như vậy ra sao? Dạ vâng, thưa Thanh Tùng và thưa quý vị, từ sáng Bích Liên đến đây lúc 9 giờ thì Bích Liên đã thấy hàng loạt khách hàng đã đứng chờ đợi rồi. Rồi Bích Liên thấy rất hạnh phúc mà rất là thương quý khách hàng đã chờ đợi mình từ sáng. Có những người khách các cụ già đến trên 90 tuổi nữa. Cho nên từ sáng giờ Liên tranh thủ, Liên mời nước, xong rồi Liên đem linh chi ra Liên tặng trước mỗi người lọ trước luôn. Cái đó là cái bonus nữa, đó là đền lại những cái sự chờ đợi của khán giả và khách hàng. Liên hạnh phúc quá, không biết nói gì hơn. Yeah. Mà Thanh Tùng thấy rằng là công ty EV Princess trong thời gian vừa qua được quý đồng hương của mình thương mến và ủng hộ đó là nhờ sản phẩm EV Princess Cosmetics. Bây giờ dòng sản phẩm mới BL Miracle nó khác như thế nào với EV Princess? Dạ vâng, thưa Thanh Tùng và thưa quý vị, suốt thời gian đã phục vụ quý vị với bộ sản phẩm EV Princess rồi, đã gần 20 năm rồi. Thấm thoát mà nói 20 năm, vâng thưa quý vị đã dùng và đã đẹp da và được tin tưởng. Và luôn lúc nào quý vị cũng hỏi là có cái gì tốt hơn nữa hay không? Thì Bích Liên xin phép quý vị là sau những năm nghiên cứu và tìm tòi, thì Bích Liên thấy rằng đời sống nó cầu tiến hơn, văn minh hơn và nhiều điều tốt hơn. Thì hệ thống công ty quyết định ra một cái dòng sản phẩm kế tiếp được gọi là BL Miracle. Thì bộ sản phẩm nó đẹp hơn, sang hơn mà nó có chất nhiều vitamin hơn để tiếp tục cho quý khán giả khách hàng dùng để đẹp mãi và giữ mãi. Quý vị không cần phải đi đâu hết, chỉ dùng EV xong và BL nữa thì tiếp tục mãi mãi trẻ mãi không già. Với những quý khách hàng đã thành công, đã đẹp rồi, đã hết nám rồi với EV Princess Cosmetics, có cần chuyển qua sử dụng thử với BL Miracle không? Dạ vâng, đúng ra thì không cần thử, nhưng mà quý vị có quyền chọn coi như là qua BL dùng xong mà trở lại EV dùng vẫn được, bởi vì nó cũng có cái chất chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo trong đó. Thì mình đã đẹp rồi thì càng ngày mình trẻ hơn nữa, đó là một trong những cái bí quyết của hệ thống công ty cho ra đời sản phẩm BL. Yeah. Với dòng sản phẩm mới là BL Miracle cũng dưỡng da, cũng với đủ các chức năng để dưỡng da, tái tạo da, làm trẻ hóa giống như là EV Princess mà ngay tại quận Cam. Thì chi nhánh mới khai trương vào ngày hôm nay đó là chi nhánh độc quyền, chi nhánh duy nhất hay là chi nhánh thứ bao nhiêu của công ty? Dạ vâng, thưa Thanh Tùng, thưa quý vị, đây là cái chi nhánh đầu tiên
của hệ thống công ty EV Vinsys Beer Miracle. Bích Liên nghĩ rằng đây là chi nhánh đầu tiên và chỉ duy nhất tại đây mà thôi. Tại vì trong thời gian qua đó thì EV Vinsys rải rác rất là nhiều chi nhánh. Tuy nhiên có những khách hàng mong muốn là mua sản phẩm đúng gốc, đúng người và hiệu quả và người thật, việc thật, thì Bích Liên cho ra đời BL Miracle tại trong khu Phước Lộc Thọ này. Bích Liên nghĩ rằng và quyết định là chỉ một chi nhánh tại Nam Cali duy nhất mà thôi. Cho nên quý vị đến đâu thì đến đây thì chỉ có một chi nhánh. Đừng mua chỗ nào thì đúng hàng thật, việc thật và hiệu quả thật. Với quý đồng hương mình không phải là cư dân của quận Cam mà là khắp các tiểu bang trên thế giới hoặc là rất có thể đang sống ở khắp nơi trên thế giới nữa, nghe giới thiệu về BL Miracle và muốn có sản phẩm dưỡng da này thì làm sao? Dạ vâng, thưa Thanh Tùng, quý vị có thể đến với công ty Evivenset hoặc là đến với BL Miracle. Quý vị gọi điện thoại về thì từ công ty gửi đến nhà, không trả tiền lệ phí gửi. Rồi quý vị ở xa, quý vị về với miền Nam California đến với Phước Lộc Thọ thì trung tâm BL Miracle tọa lạc tại đây. Cho nên quý vị không cần phải đi xa, lên mạng hoặc là quý vị có thể vào website là bichlienshop.com hoặc email về bichlienshop@yahoo.com. Quý vị có thể vô trong cái app điện thoại của mình á, download về Bích Liên Radio thì quý vị biết được nhiều chi tiết của thông tin EV Princess kể cả BL Miracle. Rồi, bây giờ trước khi chia tay với quý khán giả đang xem chương trình, Hoa hậu Bích Liên dài lời tâm sự với những quý khách hàng đã ở lại, đã chung thủy, đã gắn bó và ủng hộ công ty EV Princess suốt 20 năm vừa qua. Dạ vâng, thưa Thanh Tùng và thưa quý vị, Bích Liên nhân cái cơ hội này xin chân thành cảm ơn tất cả khách hàng gần xa cũng như hiện tại tương lai đã cho Bích Liên cái hạnh phúc, cái tình cảm mà Bích Liên nghĩ chắc là không bao giờ Bích Liên mua được. Từ sáng tới giờ Bích Liên gặp rất là nhiều khán giả, khách hàng Bích Liên mà chờ đợi, nói với Bích Liên là đã dùng cả 10 năm nay, rồi các cụ cũng nói cả gia đình đều dùng, 8 chị em gái, rồi người dâu, người rể, rồi cha mẹ chồng, ba cha mẹ vợ, từ xa cũng như gần đến đây, cho nên cái tình cảm đó Bích Liên không biết lấy gì để bù đáp hơn. Bích Liên xin quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành và Bích Liên luôn luôn thầm cầu nguyện cho tất cả quý vị, từng quý vị được ơn trên ban phước lành cho đến quý vị cùng gia đình được sống một cuộc sống bình an, nhiều sức khỏe và an lạc trong đời sống của quý vị. Bích Liên xin phép là nhân cơ hội này và trong tương lai cũng như hiện tại nếu có những cái gì mà quý vị không hài lòng hoặc là sơ suất thì xin quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua. Bích Liên sẽ cố gắng hoàn chỉnh tất cả những gì mà Bích Liên có thể làm. Nhưng mong quý vị, Bích Liên nghĩ rằng nhanh vô thập toàn thì Bích Liên nghĩ là không thể nào tránh khỏi cái sự sơ suất đó. Nhưng nếu có, xin quý vị thương, Bích Liên cố gắng hết mình đối với quý vị. Nhưng Bích Liên nghĩ rằng tình thương thì có thể xóa hết được. Cho nên xin quý vị tiếp tục thương Bích Liên để Bích Liên cố gắng để phục vụ công việc này đến với quý vị mãi mãi. Yeah. Xin cảm ơn Hoa hậu Bích Liên. Yeah. Bích Liên cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều và chúc Thanh Tùng thật vui, nhiều sức khỏe. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.